vàng của bên ngoài chính điện đây chính là quán Thế Âm Điện. Ba chính điện chính của nhà chùa gồm có chùa Hạ, chùa Trung và chùa Thượng. Nhưng mà duy nhất chính điện Phật Bà Quan Thế Âm Bồ Tát ở đây kiến trúc hoàn toàn bằng gỗ thật. Và để xây nên một chính điện có chiều cao tới 14,85m và điện có diện tích 1.500m2 thì nhà chùa phải sử dụng tới 900m3 gỗ tròn mới xây dựng trong công trình này. Nhưng các bạn đã được biết thì gỗ của bảy điện ở đây được nhận